Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay Linh chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái món cháo rất là ngon. Mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha. Hello Ngọc. Hello bà cô bác anh chị nha, đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay Ngọc chia sẻ, bữa nay gia đình con của Ngọc muốn ăn cháo, mà cháo giống như Ngọc nấu là giống như là cháo đồ biển mà trong đó có sườn đó, tại vì mình thích ăn cái loại nào thì mình bỏ cái đó nha. Nhưng mà cái này là hột vịt bắp thảo. Đây, Ngọc nấu bữa nay nó giống như thập cẩm vậy đó, nói chung là như vậy nè ha. Còn vịt bắp thảo mình muốn ăn ít thì mình bỏ ít, mình muốn ăn nhiều thì mình bỏ nhiều, nhưng gia đình Ngọc có mấy đứa cháu nó thích ăn nhiều ha. Rồi bây giờ để Ngọc chia sẻ từ từ. Đây, Ngọc bắt đầu đeo bao tay vô. Ngọc bỏ nó, bữa nay là Ngọc bỏ mực, rồi Ngọc nấu chung với sườn ha. Ngọc nấu chung với sườn là cái súp, rồi Ngọc đang nấu rồi đó, để Ngọc chia sẻ từ từ. Rồi Ngọc nấu mực, đây con mực ha. Đây, mình muốn ăn mực, mình có ăn đồ biển thì mình bỏ mực vô nha, còn mình không ăn thì mình không cần bỏ đó. Rồi có tôm nữa nè, đây nè, tôm Ngọc chưa có lột đây nè, hồi nữa Ngọc sẽ lột ra, Ngọc sẽ lột hết ra vậy đó ha. Rồi cháo đây, cháo này là Ngọc nấu đó, là cái khách mà để mình mỗi ngày mình nấu cơm đó, mình nấu cơm mà mình phải lường vô trong cái nồi cơm mình để mình nấu đó, là Ngọc nấu đó, là nửa khắp nếp, một khắp rưỡi gạo, cho nên nó ra đặc như vậy này. Rồi một hồi Ngọc mới đánh vô cái nồi cháo được, tùy mình muốn ăn nhiều thì mình nấu nhiều, mình muốn ăn ít thì mình nấu ít nha. Cái này thì nó không có số lượng đâu, nấu chỉ đặc cho nó nhừ vậy đó, rồi một hồi mình đổ vô trong cái súp là được rồi đó. Là Ngọc chia sẻ ha. Rồi nó phải có hành để hồi cho bỏ lên cho nó thơm cháo. Gừng mình sắc miếng nhỏ thôi, tại gia đình của Ngọc có cháo nhỏ, Ngọc không có muốn bỏ nhiều cho nên Ngọc chỉ lấy một chút xíu gừng. Ngọc để đây, Ngọc để đây trước hết đi. Bây giờ mình phải sắc những cái gia vị từ từ đó. Mình làm từ từ vậy đó. Đây, mình để đây từ từ. Dạ, đầu tiên nhất á là Ngọc phải sắc cái mực này trước. Cái mực này hồi Ngọc phải trụng nước sôi nữa, mình muốn sắc kiểu nào cũng được nha. Mực này nè, bây giờ sắc mực này dễ mà, ai muốn sắc kiểu nào sắc, muốn bỏ nhiều ít thì tùy mình thôi. Nhà mình thích ăn cái gì mình bỏ vô cái đó thôi. Ừ, đúng. Nhưng rồi, mà mấy đứa cháu ở nhà nó thích ăn giống như nào là mực, nào là tôm, rồi xong rồi thêm mấy cái hột vịt bắp thảo nữa. Mình bỏ chút xíu vậy đó chị Linh, bỏ một cái chút vô nhưng mà nó ngon. Đúng nè, rồi. Tại vì cái chuyện gì cho mình đừng bỏ nhiều, bỏ chút vậy đó mà nó ngon. Bữa nay Ngọc nấu hơi, cái nồi cháo hơi bự cho nên Ngọc có bỏ nguyên con, chứ thường thường Ngọc bỏ nguyên con đó chị Linh ơi. Bỏ nữa à, tại nhiều quá ăn không có hết. Mình bữa nay Ngọc nấu có số lượng cũng hơi nhiều cho nên Ngọc có bỏ nhiều vậy đó. Chứ mình bỏ nửa con là được rồi, đâu có cần nhiều đâu. Đó, bây giờ Ngọc sắc mỏng mỏng này vậy nha. Hồi mình nấu này nhiều mình thôi kêu ba lấy ăn. Nè, đó. Mình cứ sắc như vậy. Nếu mình không muốn nó dài như này cho lên, mình sắc nhỏ là dưỡng lượng này cho lên. Tại cháo mà, cháo nó giống như vậy, mình đừng có để cho nó dài quá. Đó, sắc cho nó nhỏ là vậy đi. Ha, đó. Bây giờ Ngọc cái này lẹ lắm, không có gì mà khó. Nhà Ngọc lúc nào cũng thích cân con mực này nè, nó dày. Mực nó dày mà nó giống như nó giòn, nó mịn, nó giòn, nó có cái độ giòn. Thế là như ai coi, giống như Ngọc này không có khéo tay, tại vì cái mực này Ngọc phải mềm, còn mấy mực kia Ngọc làm Ngọc biết làm dai lắm chứ cứ nói gì. Chắc có lẽ nhà mình thích ăn cái này thì mình thích, giống như còn ông bà cô chú anh chị thích cái loại mực khác, mực nào cũng được, mực nào cũng được, hãy có thôi mực. Nhưng mà mình không muốn bỏ không có sao, mà nhầm khi mình cử đồ biển thì cũng không nên bỏ nha. Đó, Ngọc xong rồi mực rồi đó chị Linh. Thịt với hột vịt bắp thảo mà cũng đã ngon rồi. Ngọc thấy á, mình sườn cũng đã ngon rồi đó chị Linh ơi. Thì thịt sườn với hột vịt bắp thảo đó. Bây giờ đó Ngọc phải xắt cái này.
Ngọc lột ra ngang giống giống vậy nè. Cái Ngọc sắc ra cái hồi Ngọc bỏ muối vô biết gì không, cho nó ra cái đen đen của cái da con tép này nè, cho nó ngon. Chứ Ngọc không muốn bỏ vô liền vậy đâu. Nó mình cứ cắt cái rửa muối nó cho nó sạch đó. Rồi mình rửa cho nó sạch muối cho nên rồi mình trộn hết nước sôi lại luôn, cho nó giống như cho nó đừng có tanh hết vậy lên. Còn tôm và mực trộn hết. Tôm mực trộn, còn tại nhà mình có con nít này chị Linh, nhiều khi nó ăn nó không thích. Còn mình giống như nếu mà người lớn không thì cái mực nó ngọt mình trộn chi chị Linh. Đúng rồi. Mình để vô vậy nó còn ngọt nữa, nhưng mà mấy nhà Ngọc có hai đứa bé, hai đứa nhỏ, cho nên nhiều khi mình làm nó hơi khác chút xíu vậy đó. Cái mực đột nó chung ăn đột. Nhưng mà nó nghe cái mùi thì nhiều quá nó không thích. Nó đứa nó đẻ ở đây chị Linh ơi, nó như vậy đó. Nhưng mà con của Ngọc cũng có dạng hơi khó nuôi đó. Nhưng mà đó, Ngọc rửa là hết trơn, muối cái gì cũng rửa muối trơn trời. Mình bỏ nhiều thì bỏ ha, tùy theo mình. Nhưng mà mình ăn đồ biển giống như mình lớn tuổi mình ăn đồ biển ít thì cũng tốt thôi. Còn mấy đứa nhỏ này ăn nhiều nhiều. Ngọc bỏ này chắc cũng đâu có nhiều đâu chị Linh. 2-40 ngoài con chị Linh ơi. Còn dịch tập thảo ở đội ăn quá chị. Không, dịch tấm thảo này là ở ngoài siêu thị Việt Nam á, hay là thi chỗ nào cũng có bán. Nhưng mà mình thích ăn hiệu nào thì mình mua hiệu đó thôi. Đúng rồi, nó có nhiều hiệu, nhiều loại. Có nhiều hiệu, nhiều loại lắm. Mà nó giống nhau, trên nó cũng là dịch tấm thảo đó. Để Ngọc lột coi thử chứng ngay cho nó làm sao nha, cho bà có bán chị xem nha. Cái hộp dịch tấm thảo này mình nghĩ ai cũng biết hết trơn đó, nhưng mà mình làm thì phải làm cho nó thấy luôn vậy đó. Làm cái phần tôm của Ngọc mình bỏ vô. Mình bỏ đây, họ bỏ muối vô. Đây. Trong thì nó vậy thôi. Mình lột qua xong á, mình rửa lại. Mình rửa nó rồi xong mình sắc ra. Nhưng mà Ngọc đố cho Linh nghe, Ngọc làm cách nào nó không bể không vậy thôi? Không biết. Ngọc lấy cọng chỉ. Đó, Ngọc lấy cọng chỉ, Ngọc cắn rồi Ngọc gịch là cái là nguyên cái chồng đỏ đó chị Linh, nó còn y nguyên à. Còn nếu mình bỏ vô cái dao mình chảy xuống là nó dính vào. Nó dính rồi nó bể, cái nó không có đẹp. Chị Linh nếu không nó cũng không có sao, nhưng mà Ngọc không thích nó không đẹp thôi. Còn mình lấy cái cọng chỉ mà mình gịch mình cắt nó đó chị Linh, là nó còn nguyên cái chồng đỏ hay sao nó dính, rồi khi mà mình nấu ra xong đó mấy đứa cháu nó ăn nó có chồng đỏ chồng trắng rồi nó nằm chung với nhau vậy đó. Còn mình nói mình thay sắc bằng dao cũng đâu có sao đâu. Ngọc thích vậy đó, vậy đó chị Linh. Sao vậy bác Thảo, Ngọc nghĩ ai cũng biết mà. Nó vậy đó. Bác Thảo. Mà nấu quẩn cái thứ chút vô ngon cho lên ha. Khi mình ra cái tô cháo nó rất là ngon. Có cái chuyện này là mắc cười lắm Ngọc. Hả? Vậy chị Linh đọc comment đó, chị Linh thấy có một anh hay một chị gì không biết nữa. Nói là nói này Ngọc đừng buồn nha, nhưng mà chị Linh phải nói, tại vì chị Linh phải coi hết mấy cái comment ở trên của ông bà cô chú anh chị để chị Linh phải trả lời. Thì có comment này nói chuyện cũng dễ thương lắm, nói là Ngọc á già muốn chết rồi mà ở đó tối ngày xưng Ngọc này Ngọc nọ Ngọc kia. Trời, chị Linh đọc nửa đêm mà chị Linh nằm đó cười khục luôn, mắc cười dễ sợ luôn á. Nó nói gì đó, nói là ở đó cứ Ngọc này Ngọc nọ già rồi còn ở đó Ngọc này Ngọc nọ mà tự nhiên mình nằm nửa đêm á mình trả lời comment mà mình mắc cười mình nói nè ông xã ông hỏi ủa làm gì mà em tự nhiên em cười khè vậy. Nói tự nhiên nghe nói xin Ngọc này Ngọc kia Ngọc nọ già rồi còn Ngọc này Ngọc kia Ngọc nọ. Bây giờ vậy Ngọc trả lời nha, cái tên của Ngọc mọi người đều có cái tên,
mẹ cha đặt cho mình khi mình mới lọt lòng ra, là mẹ cha đã đặt cho mình cái tên đó. Bây giờ Ngọc nói chuyện Ngọc không xưng Ngọc, Ngọc xưng bằng cái gì, đúng không chị Linh? Đúng rồi. Cái đó là điểm thứ nhất. Với lại Ngọc nghe nói Ngọc cũng vui lắm á. Tại vì giống như mình, con người mình không cần biết số tuổi, mình trẻ hay giống như mình vui, mình giống như mình vui là mình trẻ hoài thôi. Giống như là mình không có nghĩ tới cái số tuổi mình là bé lớn, nhưng mà mình nói chuyện là mình phải xưng tên. Thường mình tới trường lúc mẫu giáo cho Linh là thầy cô cũng đã nói với mình rồi. Một là em nói chuyện xưng em hoặc là xưng tên, mà xưng tên cho nó giống như là bao gồm hết. Bây giờ Ngọc xưng tên như vậy, có người lớn tuổi hơn Ngọc, đúng không? Có người cũng sẽ nhỏ tuổi hơn Ngọc, có người bằng tuổi Ngọc. Cho nên Ngọc thấy Ngọc cũng mắc cười, chị Linh đó. Ngọc thấy Ngọc cũng mắc cười. Nhưng mà nói nữa đi mà chị Linh đọc, chị Linh nhớ trả lời cho mình. Mà chị Linh mắc cười dễ sợ, chị Linh nói cái gì mà cứ ở đó Ngọc này, Ngọc kia, Ngọc nọ. Xong nó tự nhiên cái mình mắc cười, càng 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 nó ủa. Bây giờ Ngọc nói ngộ ghê à ha. Chị Linh tên của mình xưng mà cũng lại bị giống như nói nữa. Bây giờ cái tên mà cái tên là đi theo cho mình suốt cả cuộc đời, chứ không phải là cái tên nó dừng ở đó. Mình đi ra ngoài thường thường người ta hỏi mình tên gì là mình phải nói cái tên mình ra. Bây giờ Ngọc nói chuyện Ngọc không xưng Ngọc, Ngọc xưng bằng cái gì đây? Đó thứ nhất, thật cười không? Nhưng mà Ngọc nói thật sự một câu, Ngọc không bao giờ buồn bất cứ cái comment nào hết trơn á. Tại vì nếu mà nói về lời Phật dạy, mình nói người ta đó thì mình, người ta buồn mình sẽ mang tội. Ngọc sợ cái người kia mang tội, Ngọc sẽ không buồn, thứ nhất, đúng không? Còn Ngọc là đạo thì Ngọc nghĩ mỗi tuần Ngọc đều đi nhà thờ, mục sư cũng có dạy lời Chúa. Giống như cái gì, mình lúc nào Ngọc cũng mình nên tha thứ, và lúc nào Ngọc cũng giống như vui vẻ, và mình lúc nào Chúa lúc nào cũng dạy mình cái gì phải tha thứ và nhẫn nại đó. Cho nên Ngọc không có buồn đâu. Chị Linh nói Ngọc không buồn, chị Linh sợ Ngọc buồn hả? Không bao giờ Ngọc buồn. Tại vì cái đó cũng là cái vui đó. Tại vì bây giờ mình cái tên mình không kêu cái tên mình ra, mình kêu cái gì, đúng không? Thì nói vậy buồn cười á chứ. Cho nên Ngọc cũng cười. Nó buồn là Ngọc không có buồn đâu. Giống như cái chuyện gì trên á, giống như Ngọc nói cái đó là nói chung thôi chị Linh. Tại vì giống như mình nếu mà giống như người ngoại đạo cũng như khi người ta đi chùa thì giống như mấy ông sư cũng có dạy chứ, cũng có giải thích cho chị Linh. Mình nói một người đó buồn là mình sẽ mang tội đó chị Linh. Còn mình đi nhà thờ hoài, giống như mục sư hay cha cũng có giảng mình mà chị Linh, cái gì cũng vậy, mình giống như mình cũng phải tha thứ ha. Cho nên đâu có gì đâu buồn, đúng cái gì chị Linh nói đại, đâu có gì đâu mà ngọc buồn. Mình có buồn lắm, mình chỉ buồn cười á, mình mắc cười, mình cứ nằm đó mình cười khè nó. Ủa ngộ à nha, người ta xưng cái tên của người ta bây giờ mà hồi đó tới giờ Ngọc nói, Ngọc chia sẻ đồ ăn nha, Ngọc chưa bao giờ nói là Ngọc trẻ hay là Ngọc già, Ngọc chưa bao giờ nói cái câu đó nha. Ngọc chỉ chia sẻ đồ ăn. Còn cái chuyện mà ông bà cô bác thương Ngọc rồi đánh giá Ngọc, con ơi con đẹp con dễ thương, cái đó là tự ông bà cô bác xuất phát từ trong trái tim nói ra với Ngọc, chứ Ngọc chưa bao giờ nói là Ngọc trẻ hay là Ngọc già, đúng chưa chị Linh? Ngọc chia sẻ đồ ăn chứ Ngọc chưa nói là Ngọc trẻ hay Ngọc già. Bây giờ trở lại cái món ăn của Ngọc nha. Bây giờ Ngọc sẽ giống như là lột hết trên cái trứng hồng vịt bắp thảo này, tổng cộng cho 12 trứng hay cho Linh? 12 trứng hồng vịt bắp thảo. Ngọc sẽ đi trụng nước sôi, tôm và mực ha. Rồi Ngọc sẽ chia sẻ với ông bà cô bác về phần về sau là Ngọc giống như nấu sườn như thế nào, chứ Ngọc không muốn cái video của Ngọc dài rồi nói Ngọc nói nhiều nha. Ông bà cô bác anh chị chờ Ngọc nha. Đây chị Linh, Ngọc rửa rồi nè. Đó, Ngọc rửa cái trứng này rồi nè chị Linh. Bây giờ Ngọc phải cắt cái trứng mà Ngọc đã cắt hết mấy cái, Ngọc không có muốn cái thời gian lâu cho ông bà cô bác anh chị nha. Còn trẻ của Ngọc nè, nó màu trắng hả? Ngọc cắn con chỉ gì vậy? Thấy không? Đó, bây giờ Ngọc cắt nè. Ngọc cắt cái lần tư đó. Ngọc cắt lần hai, rồi Ngọc tháo cho ông bà cô bác anh chị xem. Đây, đó, nó vẫn nguyên nguyên, Ngọc thích như vậy nè, đó ha. Ngọc không có muốn cho nó rời ra, cái đó là theo Ngọc nha. Còn giống như ông bà cô bác anh chị mình thích giống như nè, đó đó, mình có thích giống như kiểu mà mình cắt bằng dao thì mình cắt thôi nha. Ngọc làm thêm còn trứng nè. Đeo bao tay thì nó hơi khó. Đây.
đây, Ngọc bỏ luôn đây cho nó dễ. Đây nè, giống như là nó đó, cái trứng này nó bị ướt nè, thấy không chị Linh? Nếu mà mình cắt bằng dao đó chị Linh là nó sẽ bị bể, nó sẽ bị gời ra đó, thấy không? Cho nên mình cắt bằng cái cọng chỉ, cái đó là theo Ngọc nha. Đó, Ngọc thích vậy đó. Tại con của Ngọc nó ăn là nó phải có chồng đó, trong đây Ngọc đã cắt hết rồi. Mình thích giống như vậy. Ừ, chứ mấy cái này mà đâu có sao đâu. Chị bà, cô bác, anh chị muốn cắt thì sao cũng được. Đó, bây giờ mình đi gần sao chị lên đây. Đi. Cho nó giống như cho nó lẹ, mình không có làm mất thời gian. Ô cái này đâu cần, cái này để đây, mình lên mình rứa lên được rồi. Đây, Ngọc chia sẻ nha. Cái này là sườn heo Ngọc đã nấu rồi nha. Ngọc phải nấu trước cái sườn này cho nó giống như cho nó mềm á, chứ đợi gì nấu lâu thì mình bắt nước lên mình hầm chừng nào có sườn mềm là được vậy. Đó ha. Tại Ngọc để nước ít, Ngọc có để nước nóng đó, chừng nào Ngọc đánh cái cháo vô mà nó vừa thì thôi, còn nếu nó lỏng thì Ngọc thêm nước thôi. Mình nấu nước sườn để cho nó ngọt nước thôi, còn nêm nếm là gia vị của mình. Đây nè chị Linh, nãy Ngọc mới trộn nước sôi nè chị Linh. Đó, nhưng mà Ngọc chưa bỏ vô đâu. Để con Ngọc coi cái tôm này với cái mực nó cũng mau mà mau chín mà mau lắm chị Linh ơi. Để Ngọc coi cái nước này nó vừa chưa, nó vừa vào thì thôi. Ngọc thấy nó cũng vừa nhưng mà chưa, đang hồi Ngọc còn bỏ mấy cái tôm này vô, Ngọc chờ nó sôi lên. Bây giờ Ngọc bỏ cái cháo vô, Ngọc đánh trước. Bằng cái sạn này đó nha, cho nó cứng đó. Mình bỏ hết vô thử coi nó làm sao nghe chị Linh. Nó nặng cho bộ à. Cháo mà cho nó tan ra trước, nó tan ra rồi nó sôi lên, nó đặt lên nữa chị Linh. Tại vì nó còn đặt lên nữa, mình muốn ăn lỏng mình đặt là tùy mình đó chị Linh. Đúng rồi. Thì Ngọc chờ dạ, ông bà cô bác anh chị chờ nha, chờ Ngọc nha. Còn bao nhiêu cái đồ ăn mà cứ bỏ vô thôi, hồi cho nó sôi lên mới được. Tại vì mình thấy chứ hồi nó đặt à, cháo mà gạo với nếp á. Tại vì chị Linh biết sao mà bỏ nếp không, bỏ nếp cho nó có cái độ sánh sánh dẻo, độ dẻo dẻo. Kiểu này giống như ở trong điểm sắm người ta giống như người ta cũng đúng rồi, nấu như vậy, nhưng mà giống như chỉ nói là thịt chứ trứng thôi. Còn mình muốn bỏ vô thêm ăn mấy cái tôm mực thì mình, nhưng mà thật sự chị Linh, sườn chị Linh với trứng nha, trứng vịt bắc thảo là Ngọc thấy đã ngon lắm rồi, mà tại vì mấy đứa nhỏ này nó khoái ăn giống như, nhưng mà thật sự mình bỏ một thứ một chút vô chị Linh thì cái nồi cháo nó càng đậm mùi ngon hơn nha. Tại vì mình thôi, mình không ăn đồ biển được, mình ăn chỉ thịt với trứng được rồi. Đang bà cô bác anh chị ơi, cái cháo Ngọc đổ vô đó thì bây giờ Ngọc thấy là nó ok, nhưng mà nó hơi thối nha. Nếu mà ông bà cô bác anh chị mình muốn ăn cho nhừ nữa đó thì mình lấy cái này nè, mình đánh ha, thì cái cháo sẽ nhừ, nhưng mà Ngọc thì không muốn nha. Thì Ngọc làm giống như Ngọc chia sẻ vậy thôi đó. Ngọc muốn bây giờ Ngọc bỏ cái hộp này nó ngon lắm, mà để Ngọc chặn lửa bớt xuống để thôi. Nó bỏ không gì bắt thẳng luôn nha, còn mình ăn đặc hay là lỏng là do mình. Ngọc bỏ thả vô hết luôn, từ từ đó chặn thảo vô. Đó, ha, những cái hộp vịt bắc thảo của mình có thấy không chị Linh? Thấy. Mình á, mình đừng có nấu mà đặc quá nghe bà cô bác anh chị Linh biết sao không? Mình đặt hồi nó nguội rồi đó chị Linh, là tại vì cái nó sẽ sợ cứng luôn. Tại hồi Ngọc cũng muốn đánh một chút xíu giống như là bột cho nó có cái nhựa đó, tại vì nó cũng không có đủ nhựa đó chị Linh, mà mình muốn ăn nhựa nhiều thì mình đánh thôi, mà không muốn thì thôi. Nhưng Ngọc thì muốn đó. Nè mấy cái trứng này thấy không chị Linh? Ngọc nó sâu, nó ấy ra hết. Ngon nó ấy ra, nhưng mà Ngọc thì nó đang dính nè, nó hồi nó gợt gà gợt gà trên rồi chị Linh nói nè. Hồi nó gợt cho mình hỗ trợ nó. Ngọc thì thường thường làm gì đâu cho nó đàng hoàng vậy thôi, chứ hồi nè mình hỗ trợ cho nó đó. Trời ngon không chị Linh ơi? Này thơm. Trời ngoài lạnh là hấp tô cháo này là bữa nay ngoài lạnh ha, nay ngoài hơi lạnh tuyệt vời. Tại vì mình bên đây nó còn khí hậu còn lạnh, nó nắng nhưng mà nó giống như ngoài nó vẫn còn lạnh, càng nắng càng lạnh chị Linh ơi. Nó đã nắng thà nó mưa nó ấm. Bây giờ Ngọc cho nó sâu lên chút xíu ở đây, rồi Ngọc thả cái mấy cái đồ biển này vô.
Bác thả nó chút xíu nữa đi cho nó đông đông lại. Mình sẽ đứng đây mình xơi nó hoài biết làm sao, cho nên mình sợ nó khét, là cháo nó dễ khét lắm. Tại vì nó có một tí níp chứ dưới này cái cháo mà nó sợ sợt đó, nó sợ sợt là nó dễ khét, nó khê cái đất nồi nghe cái mùi không có ngon. Đó vậy đó, cho nên mình chịu khó mình đứng đây chút xíu đi. Cái nồi cháo ngon mà ở dưới nó đóng khét, cái nghe cái mùi hơi khét là không có ngon. Mùi có cái nghiên trứng nè, từ từ tại nó khi nó chín á thì nó sẽ nhanh tự tách nó ra, mà nó còn tròn trắng tròn đen luôn, còn nếu mà mình không lấy thì nó không đợi cho nó tan ra tí xíu. Hỗ trợ đi, cái để nó sau đó sẽ luôn hồi đó nó để cũng rất ngon mẹ. Mà thấy không, cho nên nó tách trên rồi chị lên. Tại vì mình cắt này học cách mình chỉ đó nè, nó còn nguyên nè đó. Nồi cháo thì xin ngon nè. Bây giờ ngọt ngọt thả cái đồ biển mình vô nha chị Linh. Không, mực đã trộn sẵn. Trong mực trộn sẵn đây nè, thả vô. Cha nồi cháo ngọt dữ chị Linh ơi. Giờ ngọt ngọt vậy đó. Thôi, hết sảy luôn. Hết sảy. Đó, ngọt thấy không? Giờ ngọt chờ cho nó sâu hơn chút xíu với chị Linh. Mà ngọt nêm là coi nó vừa ăn chưa, nhưng mà ngọt nghĩ chắc vừa ăn đó. Mình nêm nãy mình có nêm sơ sơ mà lúc mà nấu sườn đó chị Linh. Đúng rồi, nhưng mà như này thì xong rồi mình nêm nếm theo cái khẩu vị nhà mình ăn cái gì thì mình nêm nếm giống vậy thôi, mặn lạc tùy mình theo chứ. Đúng rồi. Nhập cho chút xíu chứ cần thao đời vô đi chị Linh ơi. Chút xíu của mình đó, nãy mình nêm không phải ít á, mình nêm là theo khẩu vị mình thôi. Quá xuất sắc, cái nồi này thơm quá. Hồi cho miếng gừng rồi vô ha. Rồi xong rồi con cháu giờ mình thích ăn cái kiểu gì mình nêm nếm giống vậy thôi. Và cô bác anh chị ơi, xong rồi đó. Nồi cháo của Ngọc là Ngọc nêm là vừa ăn luôn rồi đó nha. Đó. Bây giờ đó cũng hơi sợ luôn rồi đó ha. Nó hơi sợ. Hồi nãy Ngọc có bỏ một muỗng giống như là một muỗng canh bột năng, đó là tại vì mình thôi nha. Dưới chút xíu nước, tại vì Ngọc muốn cho cái nước cháo nó trong ha. Thì Ngọc bây giờ Ngọc bỏ chút xíu gừng vô thôi, tại vì Ngọc không có muốn hơi gừng nhiều. Dưới chút xíu hành này đi ha, cho nó thơm đó. Mình bỏ vô trước cho cái nồi nó đẹp trước đi ha, rồi còn cái này nữa mình làm sao. Nhưng mà trước khi Ngọc nhắc xuống đó, Ngọc có bỏ vô một chút xíu dầu mè nha, tại vì cho nó thơm, tại vì cái cháo này mình có cái dầu mè vô nó thơm lắm. Thơm chị Linh? Thơm. Ồ, da nó thơm đó. Bây giờ Ngọc nhắc ra ngoài trước rồi Ngọc sẽ trình bày, Ngọc sẽ mời ông bà cô bác anh chị nha. Nhiều quá chắc có lẽ mình múc tô thôi Ngọc ơi. Bưng đại đi, không sao đâu, Ngọc có chuẩn bị trước rồi Ngọc bưng đi chứ. Đây, Ngọc bưng đi. Đây trước dễ múc hơn. Đây, đây Ngọc bưng đây nè. Không sao đâu, Ngọc tắt lửa. Quên tắt lửa nè, thấy chưa? Đây, đó, cái nồi ngon quá đi. Nào là sườn, nào là mực, nào là trứng đó. Mà mấy đứa nhỏ này nó thích lắm, tại vì có hồng vị tam thảo đó. Ngon hả chị Linh ha? Đó. Nhưng mà nó còn nóng nó vậy đó nghe. Mà khoảng một tiếng sau là nó sánh, thiệt là sánh lại là vừa luôn. Tại vì này là Ngọc mới nhắc xuống nó quá chừng là nóng. Tại vì mình không thể nào nấu lúc này mà nó thiệt là đặc. Là mình để cho tới chiều, hoặc là nhiều khi mình ăn không có hết đó là nó sẽ đặc cứng lại, là nó sẽ không ngon nghe bà cô bác anh chị. Còn tùy thôi, mình muốn nấu sánh nữa thì nấu. Còn Ngọc đó là tại vì Ngọc nấu, rồi nhiều khi Ngọc ăn tới chiều có thi tới ngày mai nữa, cho nên mình phải cần là như vậy đó. Giờ Ngọc múc nha, Ngọc múc vô trong cái tô chứ, để cho bà cô bác anh chị thấy chứ trong cái nồi khó thấy quá. Wow, cái mực này nó bung lên luôn á. Trong nhà Ngọc múc luôn là coi như là ấm lòng. Cái này hốt là ấm lòng, nhưng mà chị Linh biết không, một hồi nó nguội nó sánh là ngon lắm chị Linh ơi. Đó, bây giờ đặt đây nha. Đây, ha. Đó, Ngọc để đó trước. Bắt đầu Ngọc mới cho chút xíu gừng lên nè. Ha, cho chút xíu gừng lên.
xíu hành lá lên ha, mình tùy mình thôi. Mình muốn bỏ thì mình bỏ người ngò lên đó. Ngon chưa? Rồi xong rồi á, cái này cũng là Ngọc thích thích như vậy đó. Ngọc cho chút xíu tổ phi lên ha, mình thích vậy đó. Còn mình muốn thêm chút xíu giống như vậy nè, cho nó thơm mới là tùy mình. Nhưng mà giống như thường thường là cái gì cũng vậy, nó thêm một cái chút xíu cho nó thơm nữa. Chút xíu dầu mè lên cho nó thơm ha. Bây giờ Ngọc muốn tiêu đâu? Tiêu đây nè. Anh bỏ một tí tiêu lên chứ. Đấy, tiêu đây, đầy đủ vậy vậy. Đó. Vậy như đúng bà đúng bản đó. Ồ, nó tiêu thơm quá. Giờ nó thơm đâu bụng qua. Má trời. Bây giờ Ngọc múc cho Ngọc. Từ Ngọc mời bà cho bác anh chị nữa chứ. Đây. Cục sườn nè, chị Linh ăn hay múc cho chị Linh chén không nè. Ăn chứ, ăn rồi ăn sao. Đây. Cái ông ở đây mà nó muốn sắm lại đó chị Linh. Cái này nó tại trong đây nó có nếp. Bây giờ Ngọc cũng bỏ đi cho anh vậy ha. Ngọc đây tùy thôi nha, mình muốn bỏ thì bỏ đó, Ngọc bạn vậy đi cũng vậy. Này ngọn cái nó đi học về rồi ha, đúng rồi đó. Bây giờ đó chị Linh có thấy chưa, Ngọc mời ông bà có bác anh chị nha. Nè cái cháo nè, Ngọc trộn lên thơm quá chị Linh. Thơm thơm lắm á. Nè mực nè ha, thơm nè. Này Ngọc nói nè, thấy không, nó còn nguyên mực đây cho Ngọc lấy cho con. Nó còn nguyên cái Ngọc lấy cái muỗng này cho nó dễ nè. Nè chị Linh, nó không có bị gã, nó không có bao giờ rớt ra được. Tại vì cái đó là theo Ngọc nấu thường thường là vậy đó. Mấy đứa nhỏ nó thích vậy đó chị Linh nè. Nó vừa có cái, nó không có bị gời ra. Còn nếu mình cắt cái dao nó hơi dày đó chị Linh, nó hơi gời dính ra. Cho cái dao nó bớt cũng nó còn bớt. Nhưng mà điều nó bớt cái mất cái chồng mà ở trong thôi. Thôi Ngọc mời ông bà cô bác anh chị nha. Ăn giống như dùng cùng Ngọc nóng quá. Ngọc lấy lấy những cái dĩa nó được. Ăn cái dĩa để lên cho nó đừng có, giống như cho nó đừng có nóng. Để nó nóng cái tay không Ngọc. Đó, ha, dễ dễ rồi lại chị Linh ha. Linh quay lại được chưa? Ừ. Linh có cần anh nói gì quá không? Đó. Ngọc mời ông bà cô bác anh chị nghe để Ngọc thử nha. Ngọc dùng thử coi nó như thế nào. Không vậy Ngọc. Ngọc hút thử cái cháo nó nóng quá. Ngọc mời ông bà cô bác anh chị nha. Cái vừa ăn. Ngon quá, ăn hột hột thì bắt hảo phải được. Ngọc cũng thích ăn bả nóng quá. Ngon. Cái này thiệt là ngon á. Bây giờ ở ngoài trời đang lạnh, ăn thiệt là ấm luôn chị Linh. Nhưng mà cái hộp vịt bắc thảo đó, nó vừa có cái giống như cái chồng đỏ trong với cái chồng trắng ở ngoài đó chị Linh. Ăn nó giống như nó hòa quyện nhau, dai sực vậy đó, ngon lắm. Nhưng mà trong đây nó có sườn nè, nào rồi có sườn, rồi nào rồi có mực, rồi có tôm nữa, có đồ biển vậy đó. Thì nó hòa quyện với nhau với cái súp này rất là ngon. Ngọc chia sẻ, hôm nay Ngọc chia sẻ cái món giống như là cháo thập cẩm đi. Mình gọi là cháo thập cẩm thôi đi nha, cháo đồ biển đó. Thì Ngọc chia sẻ cho ông bà, cô bác, anh chị. Thì Ngọc mong là ông bà, cô bác, anh chị sẽ đón nhận cái nồi cháo hột vịt bắc thảo đồ biển của Ngọc nha. Thì đâu nấu thử một lần coi như thế nào, nhưng mà Ngọc thấy rất là ngon. Thì Ngọc không biết nói gì hơn, Ngọc cũng cảm ơn ông bà, cô bác, anh chị đã thương yêu Ngọc, cái kênh của Ngọc Linh TV, và cũng rất là thương Ngọc. Và nhằm khi giống như kiểu Ngọc có điều gì sơ sót thì ông bà, cô bác, anh chị cũng bỏ qua giùm cho Ngọc nha. Rồi cái video của Ngọc cũng hơi khá dài thì Ngọc cũng tạm dừng tại nơi đây, và Ngọc hẹn gặp lại ông bà, cô bác, anh chị những cái cuốn video tới. Trước lúc tạm biệt ông bà, cô bác, anh chị thì Ngọc lúc nào cũng xin chúc ông bà, cô bác, anh chị luôn luôn khỏe và luôn luôn trẻ đẹp và thành công trong mọi lĩnh vực nha. Ngọc cảm ơn ông bà, cô bác, anh chị rất là nhiều. Ngọc tạm biệt nha.
Nếu ông bà cô bác anh chị thương hai chị em, xin ông bà cô bác anh chị cho hai chị em một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cảm ơn bà cô bác rất nhiều và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Bye bye ông bà cô bác anh chị nha. Bye.